thường ấy mọi người vẫn bảo là nếu mà bị dùng bộ khoa thì dùng viên đặt là tốt nhất. Tất nhiên là dùng viên đặt nó có tác dụng rồi, nhưng mà rất là nhiều người cái ngại là bất kỳ cái gì là đối với khu vực nhạy cảm của chúng ta. Vậy thì viên uống bộ khoa đó là cái giải pháp tuyệt vời cho những người mà ngại dùng đặt như bản thân thực sự. Thế thì tại sao cái điều kỳ diệu là mới dùng khoảng 2-3 ngày mà nó đã hết nữa, mà rõ ràng đây là người uống thì có những cái giải thích của các nhà nghiên cứu cho rằng khi mà uống cái viên uống phụ khoa thì cung cấp những cái lợi khuẩn vùng phụ khoa, và cái đường ruột của chúng ta là nơi dự trữ cái lợi khuẩn cho các tử dịch, thì khi vùng nào đó cần cái lợi khuẩn sẽ được quy động từ đường ruột, và khi mà cung cấp lợi khuẩn phụ khoa qua đường uống thì nó sẽ phân bổ tự nhiên đến cái vùng mà cái lợi khuẩn đấy phát huy tác dụng, và cái vùng đấy ấy, chính là cái vùng mà lợi khuẩn đó được phát triển một cách là tốt nhất. Chỉ có lý giải đến thế thôi. Chị em tham khảo nếu mà mình đang ngại đặt nhưng mà lại có những vấn đề về phụ khoa như là hôi ngứa hay là cái dịch rất là khó chịu thì mình có thể áp dụng cái này.